nhá. Nào, chưa đây. Nào, cứ cố nhìn đây. Những câu chuyện đi làm căn cước công dân trớ trêu có 102 tại Việt Nam. Phi vụ làm căn cước nguy hiểm nhất. Mất công mất sức đến tận nhà, vào tận giường để làm căn cước. Ấy vậy mà đồng chí công an lại được chào đón bằng màn combat bằng mồm cực gắt khiến ai cũng rén ngang. Mới đây, các đồng chí công an trong lúc đi vận động người dân đi làm căn cước công dân gắn chip đã vô tình được thưởng thức đoạn nhạc lofi cực chill của một ông bác nóng tính như kem. Được biết, cả xóm ai ai cũng có thẻ căn cước công dân gắn chip, đi khám bệnh chỉ việc chia ra là xong, khỏi cần bảo hiểm lằng nhằng. Ai ai cũng lấy làm hãnh diện khi sở hữu cho mình tấm thẻ nhiệm màu ấy. Chỉ thiếu mỗi nước là không gắn được ở trước ngực để mà khoe ra thôi ấy. Ấy thế mà có một bác tính tình khác người nhất định không chịu đi làm, bất chấp cả xóm hay bác trưởng khu đến tận nhà vận động cũng chỉ nhận được cái lắc đầu quầy quậy. Biết tin, các đồng chí công an đã không quản ngại đường xá xa xôi đến tận nơi để hỗ trợ bác làm thẻ căn cước. Người thì ôm laptop, người cầm máy ảnh, các chiến sĩ xông vào trận mạc với quyết tâm 100% công dân trên 18 tuổi, ai ai cũng có căn cước cho riêng mình. Đến tận giường đúng lúc bác trai đang ngủ say, các chiến sĩ nhanh chóng tác nghiệp, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác. Nào ngờ ánh đèn flash của chiếc máy ảnh lóe lên khiến nhân vật chính của chúng ta giật mình trước sự chu đáo của các đồng chí công an. Ôi trời ơi! Bác trai đang ngủ cũng phải bật dậy, chu đáo tiễn các đồng chí ra tận cổng. Không những thế, bác còn liên tục buông những lời combat căng cực căng khiến các đồng chí công an rén ngang. Ba chân bốn cẳng bỏ của chạy lấy người. Không biết hành trình làm căn cước gắn chip của ông bác này về sau sẽ như nào, vì hình như các chiến sĩ chưa kịp lấy dấu vân tay. Tuy nhiên, xét theo tình hình thực tế như thế này, các đồng chí chắc chỉ có nước, đánh thuốc mê, thì may ra bác mới chịu hợp tác. Chụp căn cước bằng cả tính mạng. Vâng thưa các bạn, phóng viên của Top 1 Khám Phá chúng tôi tiếp tục ghi nhận một pha chụp căn cước phải nói là bằng cả tính mạng của mình. Như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, đếm qua đếm lại thì cũng phải đến 4 đến 5 người tham gia vào phi vụ chụp căn cước này. Không phải là một người chụp, một người lấy dấu vân tay, một người làm giấy tờ, vân vân và mây mây như bình thường. Các chiến sĩ công an phải ra tín hiệu SOS với những thanh niên có thể lực khỏe mạnh, cơ bắp quần quận để làm một nhiệm vụ cao cả, đó là trấn áp để nhân vật chính của chúng ta chịu hợp tác các bạn ạ. Một người giữ tay trái, một người giữ tay phải. Chưa hết đâu, hai thanh niên cường tráng tiếp tục quỳ rạp xuống để giữ hai chân bác. Nhìn thôi chắc cũng đủ thấy gian nan đến mức nào rồi. Tôi nhìn mà sợ xanh mắt mèo các bạn ạ. Bác trai thể hiện thái độ dữ dằn, khó chịu ra mặt, miệng không quên buông lời cay đắng. Nhưng mạnh ai người nấy làm, ai chửi thì cứ chửi, ai phải thực hiện nhiệm vụ thì cứ làm thôi. Tôi một dám chắc chắn rằng mấy anh công an cũng phải chật vật nhiều lần với trường hợp này rồi nên mới quyết định triển khai phương án này. Thế mới thấy, làm căn cước cũng không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Và tiếp theo cũng là một trường hợp vô cùng oái oăm, chắc chỉ có ở Việt Nam chúng ta. Làm căn cước công dân cho công chúa. Cổ nhân đã có câu, với những tình huống khó, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Có lẽ trường hợp làm căn cước mà Top 1 chúng mình sắp kể tới đây còn khó hơn cả lên rời, nên mới làm ra được những tràng cười, ta nói là dữ dội đến vậy. Phải nói là công an Việt Nam không chỉ có tầm mà còn rất có tâm nữa. Đối với mỗi trường hợp, các anh đều rất khôn khéo tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Có người cần biện pháp cưỡng chế, nhưng có người lại cần mềm dẻo thì mới xong chuyện. Như người phụ nữ trong video dưới đây, chị không phải là không hợp tác, nhưng mà để hoàn thành xong tấm thẻ căn cước chuẩn chỉnh thì cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Chị đứng hiên ngang, sừng sững trong sân, để ba cán bộ công an, người cầm máy ảnh, người cầm laptop, người hỗ trợ đứng ngoài đường, tự do tác nghiệp. Để xin được một tấm chân dung ưng ý của idol, các đồng chí phải sử dụng khả năng xu nịnh bất đắc dĩ để gọi người phụ nữ kia với danh xưng công chúa kiểu. Hỏi như thế. Ok, thưa công chúa là mình phải nhảy nhá. Nào, chưa đây. Nào, công chúa nhìn đây. Đồng thời không ngớt lời khen ngợi dung nhan đặc biệt của chị. Xinh quá, xinh. Chồng hai rồi mà phải. Không?
thế mà vui đéo để, ai nấy cứ lăn lóc ra cười. Ta nói riêng cái chàng cười của chị công an cũng đủ để người xem không nhịn được cười rồi. Không biết đi làm nhiệm vụ hay là đi xem hài nữa mà cười ghê gớm. Đi làm mà giải trí thế này có phải là vui không? Vừa hoàn thành công việc lại còn được dùng free bao nhiêu liều thuốc bổ. Nhất các ông các bà được diện kiến và phục vụ công chúa đấy nhá. Lần đầu được chụp ảnh thẻ và cái kết. Đối với hầu hết mọi người, việc chụp ảnh thẻ không còn quá xa lạ ở thời đại 4.0. Ấy thế mà vẫn còn có rất nhiều người mới lần đầu được tiếp xúc với công nghệ. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh bà con dân tộc thiểu số đi chụp ảnh thẻ căn cước công dân khiến người xem phải cười lăn cười bò. Sự tò mò ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cụ tỏ ra dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, không thể đáng yêu hơn được nữa. Do cụ ở vùng sâu vùng xa, chưa từng được tiếp xúc với máy móc và thiết bị hiện đại nên lúc đầu còn thấy sợ. Có khi lúc chụp, ánh đèn flash từ máy ảnh chiếu lên cụ còn tưởng sét đánh ấy chứ. Bảo sao thấy máy ảnh giơ lên là y như rằng cụ lại giật mình, bẽn lẽn quay đi. Sự đáng yêu của cụ đủ khiến người xem phải cười ra nước mắt. Thật may mắn là các anh công an vẫn hết sức ân cần, nhẹ nhàng hướng dẫn để bà con hoàn thành tấm thẻ quyền lực của mình. Thế mới thấy, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiệt thòi nhưng họ vẫn luôn giữ được nụ cười lạc quan trên môi. Nhiều lời khen ngợi cần được gửi đến những đồng chí công an của chúng ta nữa. Lực lượng luôn không quản ngại gian khổ, nhẫn nại để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm căn cước ngay giữa cánh đồng. Đồng xanh gió ru êm và mây nâng bước chân em về. Những lời hát đầy chất thơ của Vi Oanh dùng để miêu tả cánh đồng có lẽ trong trường hợp này là hơi sai sai thì phải các bạn ạ. Cũng là cánh đồng. Hả? Thế nhưng mà nó lạ lắm. Bình thường đi làm căn cước chúng ta phải đến ủy ban, đến trụ sở công an, nhà văn hóa, phường, xã, vân vân và mây mây. Chứ câu chuyện công an lao ra tận cánh đồng để làm căn cước cho người dân thì nghe nó hơi hư cấu các bạn nhỉ. Ấy thế mà, nó lại là sự thật ở Việt Nam. Chuyện là bác trai trong clip có tâm thần không được ổn định, thường xuyên đi lang thang. Sau khi xác định bác đang đi nhặt lúa ở ngoài cánh đồng, các chiến sĩ đã nhanh chóng, khẩn trương di chuyển đến địa điểm để tác nghiệp. Cầm máy ảnh trên tay và phông chụp chạy bằng cơm, các đồng chí nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với một ca phải nói là cực kỳ khoai. Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng không quên để lại những lời khen có cánh dành cho các chiến sĩ công an. Còn các bạn thấy hành động đẹp này có đáng được tôn vinh hay không? Hãy comment xuống dưới cho top 1 chúng mình biết ý kiến với nhé! Anh công an có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ. Vâng, vẫn tiếp tục là bối cảnh quen thuộc để sản xuất ra những tấm ảnh thẻ làm căn cước công dân. Đối với trường hợp này thì xin lỗi chính chủ nhưng mà top 1 chúng mình không thể nhịn được cười. Người đàn ông ngồi trước camera đã sẵn sàng cho ra tấm ảnh thẻ để đời, mang thương hiệu cá nhân của riêng mình trên tấm thẻ quyền lực ấy. Ấy vậy mà đôi môi phản chủ, nó không thể khép lại được như bình thường. Không hiểu người đàn ông này có nhận được đồng PR nào từ nhãn hàng PS hay không, mà mặc dù đã nỗ lực, mím chặt, nhưng hai hàm răng trắng sáng vẫn cứ tranh nhau ra đua khoe sắc. Nếu hỏi tôi một chúng mình, người có tính kiên nhẫn nhất Việt Nam tính đến thời điểm xem clip này, chắc chắn câu trả lời là anh chiến sĩ công an. Anh ra sức giúp người này chỉnh trang lại nhan sắc, thậm chí còn tác động vật lý để khép đôi môi lại theo đúng nghĩa đen. Cộng sự của anh đã cảnh báo không ấy được đâu, nhưng anh trai cũng đâu có dễ dàng bỏ cuộc. Có lẽ cái tính cẩn thận này anh học được từ nhiều lần bị vợ dỗi do chụp ảnh xấu nên bị ám ảnh chăng? Bằng mọi giá, anh phải nhắc nhở, chỉnh trang để tạo ra tấm ảnh hoàn hảo nhất. Top 1 cũng không rõ cái quy trình đóng khép môi nó diễn ra như nào và lặp lại bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng cán bộ công an này xứng đáng được tặng 10 điểm vì sự nhiệt tình và có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ của anh. Ông cụ diện outfit áo dài, đóng khăn xếp đi làm căn cước. Trái ngược với những trường hợp phải van xin lạy lục, thậm chí phải sử dụng biện pháp cưỡng chế, vẫn nhất quyết sống còn, không chịu làm căn cước công dân, thì hình ảnh cụ ông dưới đây chắc chắn sẽ khiến cho các bạn phải cười lăn cười bò vì mức độ đáng yêu của mình. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông ở Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân đã khiến dân mạng dậy sóng. Trong video, cụ ông mặc áo dài, khăn đóng màu đỏ tươi vô cùng chỉn chu. Không những thế, tác phong cũng rất chỉnh tề. Không biết các bạn có giống mình không? Chứ mới đầu nhìn qua tưởng cụ đang đi hội chùa, hội đình nào đó nên mới diện outfit chỉnh chu đến thế cơ. Người thành công thì luôn có lối đi riêng. Trong thời điểm người người nhà nhà đều trung thành với sơ mi trắng, quần tối màu, chu đáo hơn thì thắt thêm cái cà vạt. Phải nói là outfit của cụ nó lại quá độc đáo và nổi bật đi. Sự xuất hiện của cụ theo như lời đồn đại của cư dân mạng thì có sức xua tan mọi căng thẳng và mệt mỏi tại cơ quan hành chính. Khỏi phải nói, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền ra nhiều nền tảng mạng xã hội. Ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cụ ông, một người Việt Nam có tình yêu với những giá trị truyền thống dân tộc.
Một thông tin mà tôi một chúng mình thám thính được đó chính là trước khi nghỉ hưu, cụ đã từng giữ chức vụ trong Bộ Ngoại giao. Có lẽ chính bởi lý do đó mà hơn ai hết, cụ mong muốn tấm ảnh trong căn cước công dân không chỉ chứng minh cho thân phận của mình mà còn thể hiện được một cách mạnh mẽ, mãnh liệt, dạo dực tinh thần dân tộc nồng cháy. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá những tình huống đi làm căn cước công dân trớ trêu có 102 tại Việt Nam. Ngẫm lại thì công an Việt Nam đúng đỉnh, cư dân mạng thì được bao nhiêu fan cười lăn cười bò, cười ra nước mắt. Không biết là trong số những tình huống mà top 1 chúng mình đã kể ra thì các bạn còn tình cờ bắt gặp được vụ nào đặc sắc hơn nữa hay không? Nếu có thì nhớ comment xuống bên dưới cho mọi người cùng biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì cũng đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!